quen thời gian em thấy nhàm quá à. Tại vì cũng vậy hoài, em mới nói là dứt khoát hẳn luôn là không quen nữa. Xong rồi ảnh mới nhắn tin với em, ảnh nói là vậy thôi, vậy cho anh gửi lời chúc sức khỏe tới ba em, tới mẹ em, với em, với lại con chó nhà em nữa. Trời ơi. Vậy chứ có lẽ là con chó nhà em nó đặc biệt lắm không? Bởi vì vậy đâu, anh bị nó cắn, anh bị anh qua nhà chơi anh bị nó cắn hết lần. Trời ơi, không lẽ tôi té cái nữa. Rồi rồi, em đọc cái tin nhắn thì em thấy là ảnh này anh quá chân thật, quá là quay lại. Đúng, đúng rồi, nó trời sao có người nào mà tốt nó nói vậy, chúc chúc tới con chó nhà mình.